Chào các bạn, hôm nay gia dụng nhà Việt sẽ cùng các bạn tìm hiểu viên pin cúc áo của hãng Vata Đây là viên pin có ký hiệu là 2V150H Tức là nó được ghép bởi hai viên pin cúc áo 150H Viên pin này có điện thế là 2,4V Và là loại pin NIMH Đây các bạn nhìn thấy có cực này là cực dương này Đây là cực âm Nó được ghép và bọc vỏ màu xanh Màn này chúng ta sẽ nhìn thấy ký hiệu của viên pin cúc áo và pin này được sản xuất tại Đức, Made in Germany. Thường thì sẽ là đóng gói một viên một. Có hai chân đính sẵn để các bạn hàn vào mạch. Pin cúc áo này cũng khá đặc biệt là có hình bầu dục. Pin này thường được sử dụng gắn vào mạch để nuôi nguồn cho các cái bộ nhớ. Để tìm hiểu kỹ hơn về viên pin 2V 150H của Vata. Các bạn có thể truy cập trong web gia dụng nhà Việt.com. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.